Dạ, em là Long Hoài. Em xin chào anh chị, cô chú. Hoài đang đi review một ngôi nhà với đầy đủ những loại cây ăn trái. Có nhà sẵn, đặc biệt của mình là sẵn 320m thổ cư. Tổng diện tích mình là 1000m2. Với bề ngang tiếp xúc với mặt đường là mình được 31m. Cái cạnh dài của mình là mình được khoảng 33m vuông vứt lại với nhau. Sẵn đầy đủ những loại cây ăn trái đang trĩu quả và rất là xanh tốt. Rồi với một không gian rất là mát mẻ, cộng với lại nhà sàn, một cơ ngơi hoành tráng. Và đặc biệt hơn nữa là đường xá của mình là đường rất là rộng rãi, ngay lại đường 56B, đoạn đường hay có tên gọi là đường Ngãi Giao Cù Bị. Thì từ căn nhà của chúng ta mà di chuyển ra cho tới đoạn đường Ngãi Giao Cù Bị chỉ tầm khoảng cỡ 200m thôi là mình đã ra tới đường Ngãi Giao Cù Bị rồi anh chị. Một không gian xanh mát đầy đủ những loại cây ăn trái, vô đây rất là thích anh chị. Hoài xin mời anh chị cô chú cùng cố gắng xem hết video ngày hôm nay. Địa chỉ chính xác ở đây nó tọa lạc ở xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và vị trí căn nhà vườn của chúng ta thì nằm trên một mặt tiền đường nhựa rộng rãi và thông thoáng. Mặt tiền đường nhựa này là đường nhựa rộng 6m, ô tô xe tải gì lưu thông thoải mái anh chị. Đặc biệt hơn nữa là nhà nước làm hệ thống thoát nước khá là bài bản. Bên này cũng có hệ thống thoát nước nè, bên này cũng có hệ thống thoát nước. Và cái hướng này nè, anh chị cô chú mình chạy tầm khoảng dưới 200m thôi, mình sẽ đụng tới con đường Ngãi Giao Cù Bị, hay có tên gọi là đường 56B, đoạn đường song song với lại trục đường quốc lộ 56. Thì đoạn đường Ngãi Giao Cù Bị là đoạn nối từ đường Bầu Cạn để chạy thẳng về tới khu công nghiệp Sona De Gi Châu Đức. Đó, ngay chỗ lưu lượng xe cộ đi lại đó, đó là đường 56B, đường Ngãi Giao Cù Bị rồi anh chị. Và bên tay trái màn hình của mình chạy thẳng là mình sẽ về tới thị trấn Ngãi Giao, trung tâm của huyện Châu Đức. Mình mất tầm khoảng gần dưới 2km thôi ha, là về tới trung tâm của huyện Châu Đức, thị trấn Ngãi Giao rồi. Còn nếu mà mình chạy thẳng nữa tầm khoảng cỡ 6-7km là mình về tới khu công nghiệp Sona De Gi Châu Đức, Đồi Cừu, Suối Nghệ, Sân Gôn Châu Đức, một trong những cái khu phức hợp đông dân rồi thu hút khá là nhiều lượng khách du lịch cũng như là chuyên gia về đây công tác ha anh chị. Còn chạy thẳng nữa là mình sẽ về tới Bà Rịa. Thì ở đây nó cách Bà Rịa rơi vào tầm khoảng 10-15km. Còn chạy thẳng nữa là mình về tới biển Vũng Tàu. Ở đây nó cách biển Vũng Tàu rơi vào tầm cỡ 45km ha anh chị. Còn bên phải màn hình của mình, mình chạy thẳng lên theo con đường Ngãi Giao Cù Bị này, mình chạy thẳng lên là mình sẽ về tới đường Bầu Cạn. Chạy thẳng đường Bầu Cạn là mình sẽ ra tới đường quốc lộ 51 để về tới cao tốc Long Thành, về tới thành phố Hồ Chí Minh. Thì khu vực này về tới thành phố Hồ Chí Minh mình rơi vào tầm khoảng cỡ 75km. Và ở đây nó cách với lại sân bay Long Thành khoảng cỡ 30km hả anh chị. Và trên cái hướng này nè, mình chạy thẳng ra đó, rồi mình nói chung là chạy thẳng rồi mình bo thêm một nhịp cua nữa là mình sẽ ra tới quốc lộ 56 hả anh chị. Thì ở đây ra tới ngay quốc lộ 56, ra ủy ban nhân dân của xã này, xã Bầu Chinh, rồi ra trạm y tế trường cấp 1, trường cấp 2, trường mầm non, thì mình mất chỉ tầm khoảng cỡ 2 cây số ha anh chị ha. Đường xá thì rộng rãi, điện đường nè, dây wifi nè, điện chiếu sáng nè, nước máy nè, mảng xanh nhiều, không khí mát mẻ. Rồi thì tổng diện tích căn nhà vườn này là 1000m2, sẵn 320m thổ cư, quy hoạch đất ở toàn bộ. Anh chị mình có thể đăng ký lên thổ cư thêm được nữa ha. Thì phần ranh giới của mình á, là bên đây, bên cái cạnh bên này nè, mình đổ qua tới bên đây á là mình được 31m. Thì cái cạnh bên này mình khoảng 33m, cạnh bên này khoảng 33m, ở đằng sau thì khoảng 31-32m ha. Lát nữa Long Hoài gửi cái sổ phân tích sổ kỹ hơn để anh chị cô chú mình tiện tham khảo ha. Nói chung là sổ thì Long Hoài nãy có coi sơ qua thì nó khá vuông vắn. Hiện tại trên đất của mình thì trồng rất là nhiều loại cây ăn trái trĩu quả và xanh tốt. Nào là bưởi nè, nào là nhãn nè, nào là bơ nè, nào là câu nè, nào là những hàng chanh dây lấy bóng mát, lấy cây trái và những bông hoa rực rỡ đầy đủ màu sắc. Cộng với đó là một ngôi nhà sàn, một ngôi nhà sàn khá là đẹp, khá là chiêu luôn anh chị. Hoài xin mời anh chị cô chú mình cùng tiến vào trong ha. Thì mặt đường của mình thì rộng 6m rồi. Ở đây thì gia chủ của mình cũng tự chủ động để mà làm cái cổng này lùi vào khoảng 1m nữa để nó cái để cho trang trí cái ngôi nhà mình cho nó đẹp hơn. Ở đây thì không có lộ giới ha, không có hành lang lộ giới ha anh chị. Thì cái cổng này á, gia chủ làm rộng khoảng cỡ gần 8m anh chị, rất khá rộng rãi. Đó, nhìn cổng hoành tráng. Rồi, tiến vào trong ha.
cái không gian này anh chị cô chú mình có thể để ô tô, để xe rồi nè, hoặc là mình có thể làm bài tiệc ở đây. Thì bên mé bên phải của mình á, mé bên trái của mình á, là có đầy đủ những loại cây ăn trái đang cho thu hoạch, đang trĩu quả luôn, xanh tốt. Nào là bưởi nè, rồi nhãn. Ở ngoài kia thấy còn mấy trái, hôm nay hết mùa nhãn rồi anh chị. Ranh giới của mình thì đã rào lưới B40 cao, cao gần 3 mét luôn. Đó. Rồi hai bên cái dòng cung này nè, hai bên cái chữ U này là có một cái bê tông hóa để mình sạch cái lối đi của mình. Thì bên đây là hai hàng cây, hai hàng cây trái với đầy đủ những bông hoa. Chỗ để lan, những vàng treo lan. Rồi nhà. Hoài đi sân vườn trước đi ha anh chị. Không gian ở ngoài. Ở chỗ này thì trồng chanh dây nè, lấy cái bóng mát. Trưa trưa mà bắt võng vô đây nằm mát lắm ha. Ở trên thì những hàng câu, hai bên là hai hàng câu. Không gian ở dưới đây là trồng cây phát tài nè, cây dừa nè. Khúc này thì được bê tông hóa rồi anh chị. Đó, bê tông hóa nè, chừa ra phần sân vườn. Đúng nghĩa với nhà vườn luôn ha. Rồi. Bông sen. Ở đây mà nó mát lắm anh chị. Đi vòng ở đây trước đi ha. Cây trái. Dạ, dạ dẫn, dẫn em vô giùm với. Dạ. Cái diện tích sàn của nhà mình nó rơi vào tầm khoảng cỡ gần 150 mét vuông ha anh chị. Đi lên cầu thang. Ở dưới là mình còn chỗ phòng đọc sách nè, phòng thờ nè. Bước lên cầu thang. Không gian ở phía trước này rất rộng rãi. Ở trên là những tấm cách nhiệt. Sau những cái không gian này để mình chiêu cái khoảng sân của phía trước của mình. Nó rất đẹp anh chị ha. Vàng chanh dây nè. Những luống cao. Chỗ này rộng hả anh chị? Dạ đúng. Rồi hệ thống điện. Này phía trước này vô trong phòng. Ở trên cao này có bộ bàn. Ngồi ra là mình chiêu ra khoảng sân ở phía sau. Rồi, toilet. Phòng ngủ. Ngủ rất rộng ha. Đây thêm phòng phòng ngủ. Phòng ngủ, chỗ đọc, luôn. Chỗ đọc sách. Cửa nhiều. Cái phòng này thì nó khoảng cỡ 12 mét vuông. Hai cửa sổ, ba cửa sổ. Cửa đi dòm phía trước nè. Rồi cửa dòm bên hông nè. Dòm cái hướng này á, là mình sẽ dòm ra tới con đường ngã giao Cù Bị, đường 56B đó anh chị. Còn dòm cái hướng này á, là mình sẽ dòm về hướng Kim Long. Dòm về view cánh đồng ruộng. Cái tầm nhìn ở trên này cao cho nên là nhìn nó cũng rất hay hay. Ngoài thực tế nhìn nó khá hay. Hệ thống điện. Đèn trang trí. Trên sân thượng trên là thoải mái luôn, ngồi dạ. Nhìn xuống thoải mái luôn. Dạ. Rồi đi lên thêm lầu nữa, lên sân thượng.
cái bậc tương cấp này đi nó cũng dễ. Chân hoài thì chân nó bị đau, nhưng mà mình bước lên bậc tương cấp này nó cũng khá dễ dàng, thoải mái, phù hợp với dạ. Ví dụ như anh chị nào mà lớn tuổi mình đi nó cũng dễ. Dạ. Có nhiều cái bậc tân cấp á, làm gấp quá đi nó nhát chân. À, trên đây nè, mình mà lên trên đây là mình ngắm bao quát khung viên xung quanh ở đây luôn đó. Hướng bên đó là đường ngã giao Cù Bị đó. Đó. Rồi hướng bên đây á, là đường Kim Long, trường Kim Long. Hướng đó là trung tâm thương mại Kim Long. À, đứng ở đây là dòm thấy luôn nhà thờ Kim Long. À, nhà thờ Kim Long là hướng đó ha. Đứng đây thì thấy. Ở trên video thì nó hơi xa, nó zoom không kỹ. À, hướng đó là hướng quốc lộ 56. Rồi nhà cửa xung quanh bao quanh ở đây. Trên này thì nó quá mát rồi. Ở trên cao mà. Với lại khu vực xung quanh ở đây là mảng xanh nó nhiều lắm anh chị. Người dân xung quanh thì người ta trồng rất là nhiều loại cây ăn trái, cho nên là có mảng xanh, cho nên là nó rất là mát. À, tiếng gà gáy. Này là hồ nước. Dạ. Hồ nước. Cái hồ nước đó để anh chi vậy? Để mình bơm nước mình xài cho các khu nhà luôn. À, hồ nước để trong đây luôn à? Ừ. Rồi xuống tới tầng 1. Rồi hết khu vực bên đó, qua khu vực bên đây. Đó, bên đây là một khu vực, bên đây là một khu vực riêng ha. Chỗ này thì đang để đồ đạc. Chất đồ thôi. Dạ, đồ đạc. Đồ lao động, đây cửa. Nhà mình được cái là cửa nẻo nhiều, nên là lấy được cái nắng, lấy không khí, lấy gió. Rồi, không gian bên đây. Đây cũng có một phòng vệ sinh. Bên đây thì phòng vệ sinh. Bên, còn bên đây là phòng gì chị? Phòng ngủ luôn. Bên đó phòng ngủ hả? Cho mở được không? À, được. Không gian này là không gian bếp. Dạ, không gian. Rồi, phòng ngủ. Cửa quá trời, một cửa nè, hai cửa nè, ba cửa nè, bốn cửa nè, năm cửa nè. Mở ra là cửa không luôn. Tủ đồ. Bàn làm việc. Chị cho em coi cái không gian này chị. Rồi bây giờ Hoài xin mời anh chị cô chú mình cùng theo Long Hoài khám phá phòng này ha. Phòng này là phòng thờ, nơi tôn nghiêm. Phòng này là phòng ngủ. Phòng ngủ. Dạ. Phòng ngủ. Thôi em nhìn ở ngoài cũng được chị. Phòng ngủ để một cái kiểu giống như là cái chỗ cái gì? Bộ dáng. À, cái bộ dáng. Để bộ dáng. Phòng này thì rộng khoảng cỡ 12 mét vuông. Phòng này phòng thờ. Rồi không. Dạ, bên dưới đây là kiểu giống như nhà bếp. Nhà này nó nhiều chi tiết quá ha, mọi người, này nó rất nhiều chi tiết. Rồi, thì bên đây á, là phòng thờ nè, bên đây là phòng ngủ ha. Cái phòng mà nãy Hoài ghé qua bên đây á, là phòng ngủ. Bên đây là không gian nấu ăn. À, rồi ở trên lầu á là mình có hai phòng ngủ ở trên đó nữa. À, rồi bước lên trên lầu là sân thượng ở trên đó nữa ha. À, đi bằng cái cầu thang bên này. Rồi bên này á, là có một phòng ngủ nè. Rồi bên này á, là một không gian bếp. Ở trên á, là chỗ để đồ kho ha anh chị.
Rồi bây giờ Lâm Hoài nói giá luôn ha. Hiện tại thửa đất này, ngôi nhà này đang được chủ mong muốn với giá là 140 triệu cho 1 mét ngang ha anh chị. Mình có tổng là 31 mét ngang thì 140 nhân cho lại 31. Thì ở trên trục đường này á, những cái thửa đất xung quanh như thửa đất kế bên nhà mình, người ta chỉ có đất không thôi, rồi có vài cái cây le que thôi ha. Bên này cũng vậy, chỉ có đất không thôi, vài cây le que, diện tích y chang như vậy, thổ cư ít hơn nữa. Có cái nhầm cái là không thổ cư nữa, mà người ta đang rao bán với giá là 130 triệu. Thì cái này là có nhà sẵn nè, có cây trái sẵn, mọi thứ sẵn sàng hết, anh chị cô chú mình dọn vô thôi, mà giá là 140 triệu trên 1 mét. Đó, ưu điểm của cái miếng này á, là nó có sẵn là 320 mét thổ cư, cây trái sẵn, nhà sẵn, rồi mọi thứ sẵn sàng hết, để anh chị cô chú mình xách vali vô thôi, mà giá là 140 triệu trên 1 mét ngang. Thì bên kia là người ta đang đất không, rồi có dài cây ăn trái le que thôi, mà người ta rao bán với giá là 130 triệu. Thì Hoài cũng nói rõ trên video để anh chị cô chú mình tham khảo ha. Rồi trước khi mà Hoài gửi những hình ảnh ở trên Laycam thì Hoài xin gửi sổ, sau đó thì Hoài sẽ ghi vị trí trên Google Maps để anh chị cô chú mình tham quan tham khảo khu vực này. Bây giờ thì Long Hoài xin gửi những hình ảnh ở trên Laycam để anh chị cô chú mình tiện hình dung về khu vực này ha. Đất của mình, nhà đất của mình là nằm trên một mặt tiền đường nhựa thông thoáng, rất gần với lại con đường ngãi giao Cù Bỉ, con đường nối từ đường Bầu Cạn để về tới khu nghiệp Sona De Gi Châu Đức. Thì trên sổ của mình là khá là vuông vắn, trên đất thì sẵn những loại cây ăn trái, những cây kiểng, những cây bông, rồi sẵn công trình hạng mục nhà ở, nhà sàn. Sổ vuông vắn sẵn 300 mét thổ cư, quy hoạch đất ở toàn bộ, có thể lên thổ cư thêm được nữa. Nhưng mà Long Hoài nghĩ là với 320 mét thổ cư này là cũng khá là ok rồi. Và hiện tại thì chủ cũng có tách đôi ra để bán luôn ha anh chị. Nếu mà anh chị cô chú mình có nhà ý để mà mua cái khu vực này, mua cái miếng đất này, thì chủ cũng có tách đôi ra, tách đôi là 500 mét vuông, tách làm đôi ra ha, để rao bán. Thì anh chị cô chú mình tham khảo. Xung quanh ở đây thì mảng xanh nó nhiều cho nên là không khí mát mẻ. Nhà dân thì quay qua là già, quay lại là nhà ở hiện hữu hết ha anh chị ha. Và cái trục đường này nè, anh chị mình di chuyển tầm khoảng dưới 200 mét thôi là mình đã đụng tới con đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình, hay có tên gọi là đường 56B, đoạn đường song song với lại trục đường quốc lộ 56. Ngay chỗ đây thì dân cư nó khá là đông anh chị. Và quẹo bên tay trái màn hình của mình á, là mình sẽ đụng một cái ngã tư nữa. Ngã tư đó mới là ngã tư chính anh chị. Ngã tư đó là ngã tư nối giữa lại con đường Bầu Chinh Láng Lớn với lại con đường 56B. Thì mình chạy thẳng là mình sẽ về quốc lộ 51. Ở đây mình cách quốc lộ 51 nó rơi vào tầm khoảng cỡ 15 cây số. Và ngay chỗ mấy ngọn đồi cao cao đó là khu nghiệp Sona De Gi Châu Đức, đồi Cù Suối Nghệ, Sân Gôn Châu Đức hả anh chị. Còn chạy thẳng nữa là mình về tới Bà Rịa, về tới Vũng Tàu. Đó, cái hướng này là mình về khu nghiệp Sona De Gi Châu Đức nè. Và cái hướng đó là cũng về lọc qua dầu Long Sơn, cảng nước sâu cái mép á. Ở đây thì cách cảng nước sâu cái mép thì khoảng cỡ 20 cây hả anh chị ha, 20 cây số. Anh chị cô chú mình di chuyển ra cái hướng này thì mình sẽ ra tới con đường quốc lộ 56. Thì vị trí này nó cách quốc lộ 56 rơi vào tầm khoảng cỡ 2 cây số đổ lại anh chị, ngay chỗ ủy ban nhân dân xã Bầu Chinh đó. Nhà của mình là xây phần tới phần cuối đất luôn anh chị. Xung quanh ở đây thì người ta làm nhà vườn, làm view khá là đông, nhà nghỉ dưỡng khá là đông. Rồi chạy ra tới đây đụng con đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình, quẹo hướng này chạy thẳng lên là mình sẽ lên đường Bầu Cạn về thành phố Hồ Chí Minh, về sân bay Long Thành là hướng đó ha. Thì ở đây nó cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng cỡ 75 km và cách sân bay Long Thành khoảng cỡ gần 30 km ha anh chị. Rồi gần đây thì nó cũng có một cái view cánh đồng ruộng lúa cho nên không khí nó rất là mát mẻ. Rồi ngay chỗ mật độ dân cư đông đông đó là trung tâm thương mại Kim Long, nhà thờ Kim Long, quốc lộ 56. Xung quanh thì có nhà dân ha. Rồi bây giờ Long Hoài xin gửi sổ để anh chị cô chú mình tham khảo. Thửa đất 164 tờ bản đồ 55 ở Bầu Chinh Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 1.075 m², hình thức sử dụng riêng, đất trồng cây lâu năm. Sổ này cấp đổi sổ mới, ký giấy ranh lại các bên rồi nên anh chị cô chú mình an tâm về mảng ranh giới. Trang thứ ba của chúng ta, đường của mình thể hiện ở trên sổ là đường ha anh chị. Ngang của mình là 31,83, rồi một cạnh là 29,47, một cạnh là 31,32.
có sẵn 300 mét thổ cư, xin lỗi, có sẵn 320 mét thổ cư. Đất mình quay mặt về hướng Tây Nam hơn chị ha. Rồi bây giờ Long Hoài xin bật cái phần kiểm tra quy hoạch lên để chị cô chú mình tham khảo ha. Bề ngang của mình là 31 mét, cạnh này là 33,5, cạnh này là 29,6, ở đằng sau cái đuôi eo này nữa khoảng 2 mét nữa. Nó khá là vuông vắn ha. Đất của mình thì nó nở hậu ra, nó không bị bấp hậu. Cái phần nhà ở của chúng ta là xây ở phần cuối ranh giới luôn ha anh chị. Đó, thì xung quanh những cái thửa kế bên không nhà, chỉ có vài cây ăn trái le que thôi, mà người ta đã bán với giá là 130, thì ở mình bán giá 140, có nhà, có cửa, có sẵn cây ăn trái, mọi thứ mình chỉ cần xách vali vô là ở thôi. Mà bán giá 140 trên 1 mét thì cũng khá là ok ha anh chị. Mình cách với lại con đường đây, con đường 56B nè, con đường Ngãi Giao Cù Bị là tầm khoảng cỡ dưới 200m thôi. Thì trên con đường Ngãi Giao Cù Bị đoạn này người ta đang rao bán với giá là 200 cũng có, rồi 201, rồi 108, rồi 250, rồi nhiều dạng, nhiều giá lắm anh chị. Mà đại đa số là đất không thôi ha. Đó, là trên con đường Ngãi Giao Cù Bị là hướng này. Đó, thì mình cách vô chút xíu mà giá này là giá 140 thấy cũng khá ok. Nếu mà thời điểm mà đất mà cao điểm ha, ở khu vực này mà nếu mà nhà cửa dày á thì phải ra bán với giá là trên 200 triệu một mét rồi ha anh chị. Với cái diện tích như thế này ở khu vực này ngay chỗ đây. Đó, thì anh chị mình cứ tham khảo ha. Rồi bây giờ Long Hoàng mở quy hoạch lên thì đất của mình là quy hoạch đất ở toàn bộ ha anh chị. Nên chị cô chú mình có thể đăng ký lên thổ cư thêm được. Mà hiện tại thì mình đã có sẵn 320 mét thổ cư rồi. Rồi, ngay chỗ đây thì anh chị cô chú mình sẽ tiếp xúc được với lại chợ, trường học, rồi trung tâm y tế, rồi giáo dục, rồi đường chính, rồi cũng khá là tiện. Chỉ trong vòng bán kính là 2km đổ lại là mình khá là đầy đủ ha anh chị. Rồi Long Hoài cảm ơn chị cô chú đã bỏ thời gian xem hết video ngày hôm nay. Mến chúc anh chị cô chú sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai.